sau một ngày đường vi tiểu bảo lúc này đang rửa giấy vệ sinh cá nhân thư giãn bên trong quán trọ buồn ngủ quá khốn kiếp sao bỗng nhiên lại buồn ngủ muốn chết vậy nè chuyện này đúng là khá lạ vì tiểu bảo chân chưa rửa sạch cơm đớp chưa no không hiểu sao mắt cứ chịu xuống không nói được tròn câu đã lăn đùng ngã ngửa ra ngủ như chết không biết là đã qua bao nhiêu thời gian trong lúc vi tiểu bảo đang say giấc nồng thì bỗng có một bàn tay tát li lịa vào mặt của anh ta ôi đầu của ta sao lại nặng như đeo tạ thế này trời đất thì lộn nhào khó chịu quá. Lờ mờ mờ được mắt ra hồn chưa nhập xác thì vi tiểu bảo đã lại phát hoảng muốn dụng trứng ra ngoài. Ôi, xác chết, đúng là không hoảng cũng hơi phí vì đang ôm vi tiểu bảo ngủ lúc này lại là một xác người, không biết là người này nằm chết trên người hắn từ khi nào. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à. Chưa kịp định thần thì một người khác cũng không biết tại sao có mặt ở đây lên tiếng hỏi vi tiểu bảo, nhìn kỹ lại thì ra đó là đào cung ma. May mà bọn chúng chỉ cho người ăn mông hãn dược, nếu không ta dù có bản lĩnh lớn hơn cũng không măn nhà ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Là mông hãn dược ư, chả trách chén trà đó vị hơi chua chua, lưỡi hơi tê tê the thế rất kỳ lạ, té ra đây lại là hắc nhà trọ. Nhìn thấy đào công Nga đứng trước mặt Vi tiểu Bảo mới bình tĩnh trở lại bớt phần hoang mang, định thân nhìn lại xung quanh thì ngoài thi thể của tên tiểu nhị vừa ôm mình còn thấy hai người đang nằm trên vũng máu, vi tiểu bảo thoáng hiểu ra chuyện lập tức toàn thân ớn lạnh. Quán này đúng là nhà trọ chỉ là từ khi ngươi bước vào đây thì nó mới có thêm chữ hắc vào đầu. Đào cô cô, rốt cuộc chuyện này là sao? Vì sao cô cô lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt, ta mang một bao mông hãn dược trong người vậy mà lại đi đớp chúng của người ta, thật là quá mất mặt. Vì tiểu bảo trong lòng mơ hồ không biết cớ sự này là do đâu nên lên tiếng hỏi đào cung Nga, bà ta thấy vì tiểu bảo cũng đã tỉnh táo nên thùng thẳng kể cho hắn ta nghe. Sự là thế này, Tối đó sau khi chúng ta chia tay ta trở về xá xứ nằm ngủ nhưng rất lo lắng. Hôm sau tỉnh lại thấy trong cung yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều cười nói rôm giả không thấy phát tang phát tùng gì. Vỉnh tay lên nghe ngóng ta mới biết mụ già đó vẫn chưa hoàng. Cảm thấy có gì đó không ổn ta lại lặng lẽ đến vo ve gần từ ninh cung thám thính. Vừa lúc đó có ba tên thì vệ từ bên trong từ ninh cung bước ra. Ta thoáng nghe trong gió thì biết bọn chúng phụ mệnh thái hậu bí mật đi bắt ngươi. Ta âm thầm đi theo bọn chúng thì thấy bọn chúng rời cung rất gấp. Thế là ta vội trở về xá xứ cải trang thành tạp dịch đi ra khỏi hoàng cung từ cửa hông của ngự thiện phòng. Ra bên ngoài công qua mấy lần hỏi thăm cuối cùng mới đổi kịp ba tên thị vệ, hóa ra bọn chúng cũng đã cải trang thành lương dân, bọn chúng dùng ngựa theo hướng Tây Môn vừa đi vừa hỏi truy theo hướng của ngươi đang đi. Đến gần tối bọn chúng đuổi được tới đây, xác định được ngươi đã vào quán trò này bèn bắt nhốt vợ chồng chủ quán và tiểu nhị, sau đó bỏ mông hãn dược và trà mớm cho ngươi uống, chuyện sau đó thế nào chắc là ngươi có ngu cũng đã đoán ra rồi. Hừ ra là vậy nếu không có cô cô tương cứu thì vi tiểu bảo lần này đã vọng mạng một cách hồ đồ khó hiểu rồi vì tiểu bảo nghe đào cung nga kể lại thì tự giận mình lắm lắm vì y đã quá tự cao mà buông lòng đề phòng đến nỗi suýt vong mạng lãng nhách nhưng chuyện chưa hết đào cung nga lại tiếp tục nói ta nghe bọn chúng to nhỏ trong nhà bếp nói ngươi to gan lớn mề dám lấy trộm phật kinh quý giá của thái hậu vì thế khiến thái hậu tức giận từ đó mới phái chúng đi đòi lại phật kinh tiểu huynh đệ việc này là có thật hay không Sao bà ấy lại gấp gáp như vậy? a à, ta hiểu rồi. Tối hôm đó bà ta lục lọi phòng của Thái Hậu cũng là vì mấy bộ tứ thập nhị chương kinh đó. Phật kinh gì chứ? Những chữ tôi biết không quá mười đầu ngón tay trên một bàn tay. Thấy sách thấy vở là bị úng não thủy đau đến phát ngất. Muốn trộm thì chỉ lựa vàng bạc châu báu của Thái Hậu thôi chứ lấy mấy bộ Phật kinh chi chi đó mà chi. Vì tiểu bảo cũng là vì năm chữ tứ thập nhị chương kinh này mà lưu lại hoàng cung rồi nhận biết bao song gió. Giờ đây thấy Đào Cung Nga cũng vì kinh thư mà hỏi hắn biết chuyện không đơn giản lập tức chối bay chối biến ngay. Đào Cung Nga ghe vậy cũng nghệt mặt ra. Ta vừa cứu tính mạng hắn chắc hắn rất cảm kích. Hơn nữa hắn lại là trẻ con sẽ không nói dối ta. Huống hồ vừa rồi ta đã lục lọi khắp người ngoài ngân phiếu chẳng có thứ gì khác. Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói sao ta? Đào Cung Nga khi thấy sự việc thay đổi cũng lái thuyền đi chỗ khác ngay. Bọn chúng đã mở túi của ngươi kiểm tra, phát hiện có nhiều ngân phiếu lập tức bàn cách giết ngươi phân của ta nghe thì tức quá nên mới xông vào giết chúng cho bỏ ghét. Hừ, may mà ta đã thầm đoán trước đề phòng, nếu không năm cuốn kinh thư nhất định là không thể giữ được. Đáng ghét, thì ra mẹ già Thái Hậu biết tôi giàu có nên phái đám thị vệ tới cướp của giết người, thật bị ổi hết sức. Đào công Nga tuy võ công cao cường nhưng từ nhỏ sống trong cung cấm, thường ngày cũng chỉ tiếp xúc với mấy bà cô già nói chuyện nhỏ nhen, vì thế ý nghĩ còn giản đơn không lường hết sự đời còn nhiều cạm bẫy và giả dối nói về cơ linh giảo hoạt đã được chui rèn mài rũa qua bao cửa ai thì bà ta chả khác gì một chú cửu non. Không phải, Thái hậu phúc giáp thiên hạ há lại thăm châu báu ngân phiếu làm cái quái gì, thứ bà ta cần thực sự là mấy bộ vật kinh quan trọng kia kia. Tiểu huynh đệ, nhà ngươi theo hầu hoàng đế đã lâu có từng nghe ông ta nhắc đến Phật kinh đó không hừ. Nói đi nói lại vi tiểu bào lại bị hỏi chuyện Phật kinh, bị hỏi nhiều quá làm hắn đâm bực muốn biết rõ cớ sự do đâu. Đã giả thì giả tới cùng luôn thể, chi bằng ta nhân cơ hội này thử hỏi bí mật về tứ thập nhị chương kinh luôn. Việc này hình như là có dính chút xíu, nhớ lần Hoàng thượng sai tôi và sách ngạch đồ tới lục soát phủ ngao bái, ông ta có dặn nhất định phải đem về hai bộ tứ gì kinh kinh đó. Đúng rồi, chính là tứ thập nhị chương kinh, thế người có tìm thấy không? Thấy thì thấy rồi chứ, nhưng Hoàng thượng lệnh phải giao cho Thái hậu vì vậy khi tôi dâng lên cho mụ ta mụ ta vui sướng lắm, sau đó còn thưởng cho tôi rất nhiều topping trong đồ ăn. Sớm biết bà ta là kẻ xấu thì tôi đã đốt hai bộ kinh đó luôn đi cho rồi. Không được đốt, không được đốt. Vì tiểu bảo thuận thế diễn sâu tỏ vẻ kích động đòi hủy kinh thư làm đào cung Nga vừa nghe đã hốt hoảng thất sắc. Thì tôi nói giả sử thôi mà. Cô cô, cô cần mấy cái quyền kinh đó làm gì? Lẽ nào cũng đã chán cảnh hồng trần tìm vui nơi cửa Phật cúng rừng hay sao? Cẩn thận tay vách mạch rừng, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thừa lúc đêm tối vắng người, đào công nga cùng vi tiểu bảo đem ba thi thể chất lên xe ngựa hướng về phía tây họ tìm nơi hoang vắng tẩu tán tang vật rồi tiếp tục lên đường chúng ta ở trên xe vừa đi vừa nói sẽ không sợ bị người khác nghe trộm chưa chắc hẳn gì gầm xe không có người chưa hỉ được vi tiểu bảo cảnh tỉnh đào công nga liền dùng roi da quất đen đét xuống dưới gầm xe nếu như có người ẩn nấp thì cũng khó mà toàn được mạng vi tiểu bảo thấy roi trong tay đào công nga như con linh xà roi sau mãnh hơn roi trước thì cũng thất kinh Tới lúc xác định không còn ai có thể sống sót nếu trốn bên dưới đảo cung Nga mới yên tâm. Cô cô, võ công lợi hại như vậy nếu có cô đồng hành thì trên đường dù có gặp nhiều quỷ xà thần tôi cũng không việc gì phải sợ. Chúng ta đều đã cứu tính mạng cho nhau xem như là sinh tử chi giao, về tuổi tác ta có thể làm mẹ của ngươi, tiểu huynh đệ, hiếm khi gặp duyên mắc nợ, ngươi có muốn bái ta làm cô mẫu, làm cháu nuôi của ta không? Người ta thường nói cái gì nuôi ắt sau sẽ thịt, Hành tẩu giang hồ dẫu biết vậy nhưng nếu thêm một chỗ dựa vẫn là việc tốt, dù sao cũng gọi là cô cô rồi, làm cháu nuôi thì chỉ thêm lợi chứ không thiệt hại gì. Việc này đương nhiên là muốn, có điều, vì tiểu bảo ngập ngừng không nói làn đào cung Nga càng tỏ ra ngóng chờ, sau một thoáng suy nghĩ đến vã cả mồ hôi mặt thì hắn cũng quyết định nói ra. Có một chuyện nói ra thì mất mặt, sau khi cô cô nghe xong chỉ sợ không muốn nhận điệt nhi này, cháu thực ra là không có cha, mẹ cháu lại là giá trong nhà thổ vừa nghe vi tiểu bảo nói dứt miệng đào cung nga lập tức dừng xe lại hảo điệt nhi có câu anh hùng không thèm hỏi xuất xứ thái tổ hoàng đế của chúng ta cũng từng là kẻ lưu vong vô lại có sao đâu ngay cả việc này cháu cũng không giấu ta đủ thấy cháu thật tâm với cô cô này ta cũng không giấu gì cháu nữa cô cô muốn lừa người ta nói ra bí mật thì trước hết phải khai ra tiểu sử thối tha nhất của mình đây gọi là vứt hòn ngói bói hòn ngọc hà hà to be continued.